nó chính ở giữa nè ha. Hey, xin chào mọi người nhé. Thì hôm nay mình cầm trên tay đây là một loại chuối, nó cũng mới xuất hiện gần đây thôi. Thì hôm bữa mình có mua 3 nải, nhưng mà chỉ có nải này nó chín thôi, cái nải kia nó còn chưa chín. Thì các bạn nhìn thấy nải chuối này nó hình dáng giống gì không? Thì nó giống như cái bàn tay này chắp lại như này đấy. Thì đây được mọi người đặt tên nó là chuối bàn tay cầu nguyện hoặc là chuối bàn tay Phật ấy. Thì nó gần đây thì nhiều người ta bán cái giống chuối con này để trồng rất là nhiều. Ăn quả thì mình vẫn chưa thấy ai review nhiều hay là ăn cái quả chuối này. Thì nghe nói nó ăn cũng rất là ngon, thì bây giờ mình ăn thử xem sao nhé. Nhìn rất là hay luôn, cái nải chuối nó dính về với nhau vậy nè, rất là đẹp luôn, nhìn không nở ăn ấy. Thì bây giờ mình sẽ tách ra thử một quả chín mình ăn thử xem sao nhé. Đây nè, nó dính ở giữa nè ha. Nó dính lại nhau chặt lắm. Tách ra cái vỏ này cũng như là vỏ nhung vậy. Giờ mình ăn thử qua trước này nha. Ở chuối này hình dạng nó giống như là, nó không phải hình tròn, nó hình tam giác. Cái phần ruột nó hình tam giác giống như là, chứ nó không có giống như qua chuối bình thường của mình. Mình ăn thử xem sao. Dẻo, ngọt, kèm hơi bị chua chua một xíu. Cảm giác nó giống như cái chuối sứ của mình vậy, chứ phải là giống như cái chuối sim hay là cái chuối già. Dẻo ngọt, ngon. Cái quà này mình mua nó chưa có già lắm đâu. Mình ăn nó đã ngon vậy nè. Nếu mà có quả mà nó thật sự nó già, nó chín cây luôn, mình nghĩ sẽ ngon hơn. Dính trên dính dưới luôn. Cái ruột nó nhỏ nha. Mùi vị rất là thơm, thật sự là thơm hơn cái chuối chuối xiên của mình ấy. Một cái nải chuối luôn, ăn không biết khi nào hết mình. Hai trái này giống như chuối xin đôi hồi trước, có những cái quầy cái nải chuối mà mình mua về nó hay chọn những quả chuối mà nó dính với nhau để mà cúng ấy, người ta quan niệm là quả đó nó tốt, các bạn nhớ không? Thì bây giờ nguyên cái nải này nó dính với nhau luôn. Rồi, rất là ngon. Rất là ngon. Vừa chân đẹp mà vừa ngon nữa. Mình nghĩ là mình phải kiếm một cái cây giống gì mình trồng liền thôi. Ok, đó là nhận xét của mình về cái giống chuối bàn tay cầu nguyện này. Thì mọi người, nếu mà thích chuối đẹp vừa làm chân được vừa ăn được thì hãy trồng một cây liền nha. Còn hãy là mua về hoài cái nải này về chân cũng được. Mua cái nải này, một nải là 50.000, không có đắt đâu, rất là ngon. Ok, xin chào tạm biệt mọi người.